Và xin mời âm nhạc nổi lên để chúng ta cùng chào đón vedette của đêm nay, bà Lê Thị Quỳnh Trang, người sáng lập đồng thời là chủ tịch của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week xuân hè 2017. Ladies and gentlemen, our vedette of this special performance, Madam Lê Thị Quỳnh Trang, founder and chairwoman of Vietnam International Fashion Week. Chúng ta cũng xin chào đón lên sân khấu ngài Jean-Paul Coven đến từ trường Học viện Sơn Đông Sapa, nước Pháp. And let's welcome on stage Mr. Jean-Paul Coven from Atelier Chateau Sapa, Paris. Jean-Paul, this is the time for you for during the week with your feeling. Okay, so show us what you're feeling today. Okay. I want to say something very special because we have had 4 days of, how can I say, many feathers, many sparkling, and a lot of talent here on the runway for this 5th edition of Vietnam International Fashion Week. But most of all, I must say that the greatest talent is this little lady standing here next to me. And she needs a big round of applause because we're not coming here only because we love fashion, but because this lady had a vision and she has created whoever we are, whether we are designers, whether we are writers from the press, whether we are retailers, whether we are models, whether we are photographers. She has created a fashion family here in Vietnam, and Vietnam is becoming a hub for fashion. A small hub, but it's growing. Thank you, Trang Lê. Vâng, tôi xin được chia sẻ những điều hết sức giản dị thôi nhưng mà cũng rất lớn lao. Chúng ta đã trải qua những ngày vừa rồi, 4 ngày tuyệt vời, 4 ngày nhiệm bầu. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tài năng tuyệt vời. Nhưng mà điều mà quan trọng nhất mà tôi muốn nói đó chính là Vietnam International Fashion Week đã đến mùa thứ 5 rồi và người mà tài năng nhất mà tôi muốn nói đến chính là Madam Trang Lê đây, người đã tạo nên cho chúng ta một ngôi nhà thời trang, một gia đình thời trang ngay tại Việt Nam, và gia đình này chắc chắn sẽ còn phát triển lớn mạnh hơn nữa. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Madam Trang Lê. Kính thưa quý vị, trước khi bà Trang Lê sẽ có lời kết thúc và bế mạc tuần lễ thời trang của chúng ta, thì chúng tôi xin được phép mời toàn bộ team chúng ta sẽ lùi lại để dành phần sân khấu này cho những nhân vật đã tạo nên linh hồn của chương trình. Xin được phép mời lên sân khấu tất cả các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế cùng với tất cả nhà tài trợ, những người hỗ trợ chương trình cùng bước lên sân khấu với chúng tôi trong giây phút đặc biệt này. And now let us welcome on stage all designers, representative of brands and sponsors, please. Về phía các đơn vị hỗ trợ, chúng tôi xin được phép mời công ty quản lý và đào tạo người mẫu BU Model. Xin được phép mời thương hiệu nội thất cao cấp Roche Bobois. Xin được mời công ty L'Oréal Việt Nam với các nhãn hàng sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp đến từ Pháp, L'Oréal Professionnel, và thương hiệu sản phẩm trang điểm Maybelline New York. Chúng ta cùng đến với thương hiệu xe Audi, khách sạn New World Saigon, tổng lãnh sự quán Úc với chương trình Taste of Australia, đại sứ quán Israel, viện thẩm mỹ Via Clinic, công ty thời trang và mỹ phẩm Duy Anh, sự kiện triển lãm Eurosphere, trung tâm sự kiện hội nghị James Sander, học viện người mẫu BU Academy. We also would like to invite all of the designer and the brand, the international brand, to go to the stage right now. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng đến với bà Lê Thị Quỳnh Trang, người sáng lập đồng thời là chủ tịch của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, với đôi lời bế mạc chương trình. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đã trải qua một tuần lễ với rất nhiều cảm xúc, một tuần lễ của sáng tạo và đam mê. Và ngày hôm nay, trong giờ phút này, đến thời điểm này, chúng tôi có thể tự hào nói rằng chúng ta đã tiếp tục có một tuần lễ thứ 5, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, đã thành công tốt đẹp. Để có sự thành công của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, cho tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các đối tác, đến tất cả các nhà tài trợ. Bởi vì nếu không có sự ủng hộ và hỗ trợ của họ thì chúng tôi cũng sẽ không thể tạo nên được một tuần lễ thời trang long trọng như thế này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà thiết kế Việt Nam và các nhà thiết kế quốc tế, bởi vì họ chính là người
đã tạo nên linh hồn cho cả tuần lễ thời trang. Đặc biệt tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các nhà thiết kế Việt Nam, bởi vì chính các bạn đã làm nên niềm tự hào cho thời trang Việt Nam. Tôi muốn cảm ơn tất cả các người mẫu Việt Nam và quốc tế, bởi vì trong suốt một tuần qua, các bạn đã làm việc vô cùng vất vả. Tôi biết rằng ở sau hậu trường, các bạn rất là vất vả. Các bạn một ngày các bạn vừa casting, vừa fitting, vừa walking, nhưng mỗi khi bước ra sân khấu, các bạn đã thể hiện rất chuyên nghiệp và tràn đầy năng lượng. Và nếu không có sự đầy năng lượng của các bạn thì tuần lễ thời trang cũng không thể thành công được. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cơ quan truyền thông, các đơn vị báo chí của Việt Nam và quốc tế. Bởi vì những ngày qua, chính các bạn, các anh, các chị đã là những người, đã là những cầu nối để đưa thông tin về tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam đến với không chỉ những người trong khán phòng mà hàng triệu khán giả của Việt Nam, tại Việt Nam và trên thế giới. Và tôi không thể không cảm ơn đến tất cả những khán giả, tất cả những người yêu mến thời trang hàng đêm đã đến với chúng tôi, đêm nào trong khán phòng cũng chật kín người. Phải dịch cũng... Và có lẽ tôi xin gửi lời không chỉ cảm ơn mà tri ân đến toàn bộ ekip của mình. Trong những ngày qua các bạn cũng làm việc rất là vất vả. Và chắc chắn tuần lễ thời trang không thể thành công nếu thiếu những giọt mồ hôi của các bạn. Tôi cũng muốn cảm ơn cả những người thân của các bạn, bởi vì tôi biết rằng trong những ngày qua các bạn phải hy sinh rất nhiều cho chương trình, hầu như không có thời gian dành cho gia đình của mình. Vì thế một lần nữa cho tôi xin thực sự tri ân các bạn. Và điều đặc biệt nhất, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình của mình. Bởi vì nếu không có sự ủng hộ và hỗ trợ của gia đình thì chắc tôi cũng không thể làm được những việc như hôm nay. Và đó là lý do trong tuần lễ thời trang quốc tế lần này, tôi đã mời bố mẹ và các con của tôi đến để chứng kiến toàn bộ tuần lễ thời trang. Bố mẹ của tôi thường hay kêu ca rằng: "Con ơi, sao con vất vả quá? Bố mẹ chẳng biết con làm để làm cái gì mà vất vả như vậy." Các con của tôi thì nói rằng: "Mẹ ơi, sao mẹ đi suốt ngày? Mẹ không giống như các mẹ của các bạn là suốt ngày đi đón, hàng ngày đi đón các bạn, mà mẹ suốt ngày đi công tác." Nhiều khi rất khó để giải thích, nhưng ngày hôm nay nhìn tất cả những thành công này, tôi tin rằng gia đình của tôi cũng hiểu rằng chúng tôi không làm việc chỉ cho bản thân tôi, cho công ty của tôi, mà chúng tôi đang làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho thời trang Việt Nam. Và tôi tin là mọi người sẽ ủng hộ mình. Và vào giờ phút này thì chắc chắn là chúng tôi đang chờ hiệu lệnh tuyên bố bế mạc của chị. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, mỗi lần phải nói lời chia tay thì trong lòng tôi rất nhiều cảm xúc, đặc biệt là rất nhiều nuối tiếc. Bởi vì trong những ngày qua chúng tôi đã sống trong một tuần lễ tràn ngập cảm xúc. Tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại, nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Và giờ là lúc tôi phải nói lời chia tay với tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week xuân hè 2017, để chuẩn bị cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông 2017 tại thủ đô Hà Nội sẽ được diễn ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay lúc này đây, ngay trong khoảnh khắc này, tôi xin chính thức tuyên bố bế mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week xuân hè 2017. Và kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã kết thúc một tuần lễ tươi đẹp của đam mê, sáng tạo và niềm tự hào. Một lần nữa, xin được phép cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đến với chúng tôi trong suốt mọi thời gian vừa qua. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông năm 2017 tại thủ đô Hà Nội. Once again, ladies and gentlemen, thank you so much for creating such a wonderful Vietnam International Fashion Week Spring Summer 2017.
Yeah.